Năm 2005, từ thông tin của một người dân địa phương đã tình cờ phát hiện một hang động tuyệt đẹp nằm ngay trong lòng di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Chỉ cách rìa phía tây tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại chưa đầy 6 km. Chỉ ít lâu sau, Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh Quốc dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Limbert đã nghiên cứu khám phá và thật bất ngờ. Bên trong hang động này là cả một thế giới tuyệt mỹ mà mọi người cho rằng đây quả là một thiên đường nơi trần thế. Quý khán giả thân mến, đoạn đường từ chân núi lên tới cửa động thiên đường thì chúng ta phải trải qua là 530 bậc thang. Nghe đến cái độ dài này thì chắc có lẽ quý khán giả sẽ rất là ngán ngẩm, và Ngọc Lan cũng thế. Tuy nhiên, theo những khách tham quan ở đây cho Ngọc Lan biết rằng, trải qua một cái đoạn đường dài như thế, nhưng mà khi lên đến cửa hang động thiên đường thì quý khán giả sẽ tự thưởng cho mình bằng những cảnh đẹp của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Thiên đường là một hang động mới được phát hiện, khảo sát và lập quy hoạch khai thác từ năm 2005. Nhưng những câu chuyện liên quan đến sự hiện diện của một hệ thống hang động huyền bí đã lưu truyền trong cộng đồng dân cư ở đây từ lâu đời. Chính vì thế mà người dân đã lập đền và miếu ngay cửa hang để ngày ngày hương khói, chiêm bái, thỉnh cầu chư vị thần linh trấn ngự trong khu vực hang động, mang lại những điều tốt lành cho cuộc sống. Quý khán giả thân mến, cuối cùng thì Ngọc Lan cũng đã đến cửa của động thiên đường. Vậy thì bây giờ mời quý khán giả cùng Ngọc Lan tham quan động thiên đường này nhé. Vừa bước qua cửa miệng hang có đường kính độ 1 mét là du khách đi vào một thế giới hoàn toàn khác. Đó là thế giới của những điều mà chỉ có trong trí tưởng tượng mới thấy được hết sự vĩ đại bao la, mà chỉ có thiên nhiên mới có thể làm được điều này. Động thiên đường có chiều dài 31,4 km, chiều rộng dao động từ khoảng 30 đến 100 m, nơi rộng nhất là 150 m. Chiều cao từ đáy động lên đến trần động khoảng 60 m. Tiến sĩ Howard Limbert cho rằng đây có thể là hang động khô dài nhất châu Á. Còn độ dài gần 32 km thì thật sự gây chấn động không chỉ người dân quanh khu vực mà cho cả những người làm công việc nghiên cứu khảo sát hang động. Theo nhận xét của các chuyên gia thì quần thể thạch nhũ tạo nên các màng đá, cột nhũ đá, viên đá, hoa đá với màu sắc hình thù kỳ vĩ, huyền diệu trong hang động thiên đường là kết quả của quá trình phân dị và trầm tích diễn ra cách nay khoảng 35 đến 36 triệu năm, tức vào kỷ đại Tân Sinh, thuộc nhóm hang hoạt động. Và các chuyên gia cũng đưa ra nhận định, động thiên đường đẹp và tráng lệ hơn cả động Phong Nha và Tiên Sơn và là một trong số ít hang động lớn nhất trên thế giới. Ý thức được việc bảo tồn di sản nên chủ đầu tư là tập đoàn Trường Thịnh đã quyết định xây dựng một cây cầu gỗ với chiều dài gần 1 km để khách tham quan đi trên những thanh gỗ đó mà thưởng ngoạn di sản, để không một ai có thể chạm tay vào thạch nhũ, tránh xâm phạm di sản. Hiện nay, cây cầu gỗ được bắt trong hang động thiên đường cũng là cây cầu dài nhất trong một số cầu được bắt bên trong hang động ở Việt Nam. Điều thu hút du khách ở đây là những nét đá tự nhiên uốn lượn mềm mại toát lên từ cái ngộ nghĩnh giàu gợi cảm, tạo một sức sống động hiện ra vô cùng thu hút. Tùy từng góc độ quan sát mà thấy sự phong phú của những khối đá thạch nhũ được tạo tác từ mấy mươi triệu năm về trước. Còn rất nhiều chủ đề khác nữa mà mỗi du khách khi đi khám phá đều tìm được cho mình những phát hiện rất riêng, rất thú vị. Hãy
Trong dịp này, tập đoàn Trường Thịnh cũng khánh thành khu nghỉ dưỡng resort 5 sao Sun Spa Villa Resort. Đây cũng là khu nghỉ dưỡng 5 sao duy nhất ở tỉnh Quảng Bình. Nơi đây đặc biệt được chú ý bởi vị trí bán đảo tuyệt đẹp với bờ biển cát trắng, được ví von như nàng tiên cá xoải mình giữa hai làn nước xanh thẳm, một bên là đại dương bao la, một bên là dòng sông Nhật Lệ hiền hòa. Dòng sông một thời gắn liền với ký ức lịch sử chiến tranh ác liệt, với bến đò Mẹ Suốt, một thân một mình ở tuổi hơn 60 vẫn ngày ngày chèo chống đò đưa cán bộ thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Một tay lái chiếc đò ngang bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày, sợ chi sóng gió tàu bay, tay kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua. Kể chi tuổi tác già nua, chống chèo xin chữ thi đua đến cùng. Lịch sử hào hùng là thế, trong thời bình, dòng sông Nhật Lệ vẫn âm thầm góp sức làm đẹp thêm cho mảnh đất Quảng Bình, dẫu nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Nhiều người cho rằng việc đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp tại một nơi như thế này quả là một việc làm ngông. Thế nhưng theo ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trường Thịnh cho rằng, trước nay ngoài những di sản thiên nhiên thế giới thì Quảng Bình chỉ được biết đến như một nơi còn nghèo, cuộc sống người dân còn chật vật, thiên tai lũ lụt thường xuyên. Thế thì tại sao chúng tôi không lôi kéo du khách đến Quảng Bình bởi những cảnh quan tuyệt đẹp bên cạnh những dịch vụ tốt nhất? Và ông cũng tin rằng thời gian không xa, bên cạnh những di sản thiên nhiên mang tầm cỡ thế giới, với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dịch vụ nghỉ ngơi tốt nhất, thì Quảng Bình chắc chắn sẽ là một trung tâm du lịch thu hút không chỉ du khách Việt Nam mà của cả các nước trên thế giới.